Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Cùng với thực hiện tốt các chế độ chính sách chung, các cấp các ngành Lào Cai đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chăm sóc người có công. Gặp gỡ những thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Lào Cai. Tỉnh Lào Cai có 15 tác phẩm được chọn trưng bày tại triển lãm mỹ thuật khu vực 3 Tây Bắc Việt Bắc. Tin trong nước và quốc tế, các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ cần triển khai ứng phó với mưa bão trong những ngày tới. Phát hiện trường hợp đầu tiên sử dụng doping tại Olympic Paris 2024. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, cùng với các địa phương khác, huyện Bảo Yên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa trong dịp này. Xã Cam Còn, huyện Bảo Yên vừa tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Soàng. Liệt sĩ Phạm Văn Soàng sinh năm 1949 tại xã Cam Còn. Năm 1968, đồng chí Phạm Văn Soàng viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại mặt trận phía Nam và hy sinh năm 1969. Sau 55 năm xa quê hương, theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt của liệt sĩ Phạm Văn Soàng được đưa về để an táng tại nghĩa trang thôn Tân Thành, xã Cam Còn. Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Soàng thể hiện sự trân trọng, khắc ghi những công hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ cho cuộc sống thanh bình hôm nay. Hội Thương bệnh binh xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên cũng vừa tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và 20 năm ngày thành lập hội. Hội Thương bệnh binh xã Bảo Hà hiện có 19 thành viên. 20 năm qua, hội đã làm mái nhà chung để các thành viên gặp gỡ, động viên nhau trong cuộc sống, biểu dương những hội viên điển hình và chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình hiệu quả. Buổi gặp mặt có sự tham gia của các ủy chính quyền và nhiều cơ quan, đơn vị, các tổ chức cá nhân, vừa thể hiện sự tri ân những đóng góp quan trọng của các hội viên Hội Thương bệnh binh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội, phát triển kinh tế ở địa phương, vừa giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, mỗi địa phương, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đều có những việc làm hành động thiết thực thể hiện sự tri ân sâu sắc với những thế hệ cha anh đã cống hiến xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Phóng sự thực hiện tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng. Năm 1973, chàng thanh niên Phan Trọng Ký lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam, rồi thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Rời quân ngũ trở về địa phương năm 1984, cựu chiến binh Phan Trọng Ký mang trong mình nhiều di chứng của chất độc màu da cam. Từ đó đến nay, ông Ký luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của các cấp các ngành. Xã, rồi là huyện, rồi là tỉnh cũng chăm sóc đến nơi đến chốn cho những gia đình liệt sĩ và những người thương binh liệt sĩ và những người có công. Chúng tôi cũng đều là hài lòng những việc làm của xã, rồi là huyện, rồi tỉnh. Phú Nhuận hiện có hơn 100 đối tượng là người có công với cách mạng, gia đình chính sách. Cùng với triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương cũng luôn quan tâm thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động thêm nguồn lực để có điều kiện chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Thế ngày 27 tháng 7 này, ngày nhân dịp Tết Nguyên Đán này, thì ủy ban Đảng ủy ban xã đều có quà cho các gia đình có công với cách mạng. Trung bình một năm thì ủy ban nhân xã Phú Nhuận cũng trích từ cái tiền quỹ chăm sóc ấy, tu sửa và làm mới từ 1 đến 2 nhà. Đảng ủy ban nhân dân xã cũng như các ban ngành đoàn thể cũng phối hợp với các ngân hàng chính sách như ngân hàng chính sách xã hội luôn tạo một nguồn vốn như vốn việc làm để cho những cái hộ có hoàn cảnh như người có công này sẽ tham gia những cái vốn đấy thì sẽ được phát triển lên kinh tế. Huyện Bảo Thắng hiện đang quản lý 2.450 người có công và thân nhân người có công. Cùng với thực hiện tốt các chế độ, chính sách chung, huyện đẩy mạnh vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ sửa chữa xây dựng mới nhà tình nghĩa, thăm hỏi tặng quà vào các dịp lễ Tết.
qua đó giúp các gia đình chính sách, người có công có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Thưa quý vị, sau khi kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 được công bố, cùng với thành tích chung của nhiều thủ khoa các khối trên cả nước, tại Lào Cai cũng đã có những thủ khoa với điểm thi đạt được thực sự thuyết phục. Phóng sự sau mời quý vị cùng gặp gỡ hai trong số 7 thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Lào Cai. Với 9,75 điểm môn hóa, 9,5 điểm môn sinh và 8,8 điểm môn toán, em Trần Thanh Tâm, lớp 12A1, trường trung học phổ thông số 1, huyện Văn Bàn, xuất sắc trở thành thủ khoa khối B00. Tính cả điểm cộng, Thanh Tâm đạt 28,25 điểm và nguyện vọng của em là đỗ vào trường Đại học Y Hà Nội. Kết quả này là niềm tự hào của em cùng gia đình và cả bạn bè, thầy cô. Lúc mà biết là thủ khoa thì còn bất ngờ hơn nữa. Em kiểu không tin được đấy là sự thật, em còn phải đi xem lại tin nhắn của thầy nhiều lần. Em thấy rất là vui bởi vì là mẹ có thể tự hào về mình. Trong tương lai thì em muốn trở thành một bác sĩ để có thể chữa bệnh được cho nhiều người. Và trong quá trình học tập thì Tâm xác định ngay từ đầu là thi khối B. Tuy nhiên là các môn học khác, kể cả các môn xã hội, văn sử địa hay là những môn khối A, em không xét như môn lý, thì em vẫn đầu tư học rất là nghiêm túc và rất là có trách nhiệm. Còn Đặng Mai Ly, trường trung học phổ thông chuyên Lào Cai, cũng đã trở thành thủ khoa khối D01 khi xuất sắc đạt điểm 10 môn tiếng Anh, 9,5 điểm môn ngữ văn và 8,6 điểm môn toán. Với kết quả này, Ly tự tin đỗ vào trường Đại học Ngoại thương. Chia sẻ về bí quyết học tập, Ly cho biết ý thức tự học và có kế hoạch học tập khoa học là lý do giúp em thành công. Cái hành trình ôn thi của em ấy thì em trải dài trong cả một năm học, nghĩa là em không ôn dồn vào một khoảng thời gian nào cả mà em sẽ tích lũy kiến thức trong từng ngày và em sẽ phân bổ cái thời gian của em cho từng môn học chứ không nghiêng hẳn về một môn nào cả. Và ngoài ra thì chủ yếu là tự học và do thầy cô và bạn bè bọn em cũng có thể gọi là chia sẻ những cái kiến thức với nhau cũng như là dạy nhau học bài. Cùng với hai thủ khoa xuất sắc trên, tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024, Lào Cai có 3 thủ khoa khối C00 đạt 29 điểm, 1 thủ khoa khối A00 đạt 28,25 điểm, 1 thủ khoa A01 đạt 27,6 điểm. Đây là tiền đề vững chắc để các em tiếp tục gặt hái được những thành công trên chặng đường học tập, chinh phục tri thức. Hội đồng nghệ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam vừa hoàn tất việc sơ khảo và công bố các tác phẩm được chọn trưng bày tại triển lãm mỹ thuật khu vực 3 Tây Bắc Việt Bắc lần thứ 29 năm 2024. Tỉnh Lào Cai có 15 tác phẩm được chọn trưng bày tại triển lãm. Tại kỳ triển lãm năm nay, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai gửi tham gia 36 tác phẩm của 28 tác giả. Kết quả có 15 tác phẩm của 15 tác giả được chọn treo, trong đó có 6 tác giả là hội viên chi hội mỹ thuật, 9 tác giả là công tác viên của chi hội. Các tác phẩm đa dạng về đề tài, đặc biệt là khai thác bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số của Lào Cai. Chất liệu sáng tạo năm nay cũng rất phong phú nhờ khắc gỗ màu, sơn dầu, lụa, acrylic, bột màu. Triển lãm mỹ thuật khu vực 3 Tây Bắc, Việt Bắc là một hoạt động được Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức thường niên với sự tham gia của 15 tỉnh trong khu vực. Dự kiến triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 tại tỉnh Sơn La. Ngày 27 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển tổ chức thăm hỏi, trao gói hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bị mua bán trở về. Đoàn đến thăm hỏi, động viên tinh thần nạn nhân LTV bị buôn bán trở về đang sinh sống tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai và cho tặng một gói hỗ trợ sinh kế gồm tủ đông, bếp phở, bếp ga công nghiệp trị giá 20 triệu đồng, qua đó giúp nạn nhân có điều kiện ổn định cuộc sống. Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống mua bán người và Ngày Toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động truyền thông về phòng chống mua bán người tại chợ phiên Bắc Hà. Hội Phụ nữ thành phố Lào Cai tổ chức hội thi tìm hiểu luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình và phòng chống tảo hôn, xâm hại trẻ em. Tham dự hội thi có 6 đội đến từ các xã Hợp Thành, Tà Phời và Thống Nhất.
Thí sinh đều là các thành viên tổ tuyên truyền cộng đồng, hội viên phụ nữ vùng 8. Các thí sinh trải qua 3 phần thi, gồm chào hỏi, xử lý tình huống và phần thi sáng tạo. Trong đó phần thi sáng tạo được sân khấu hóa bằng các tiểu phẩm xung quanh chủ đề tuyên truyền bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình và phòng chống tảo hôn, xâm hại trẻ em. Hội thi giúp các thành viên tổ tuyên truyền cộng đồng có thêm kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Từ đầu năm đến nay, khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp đón và điều trị cho khoảng 100 bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến viêm gan virus. Viêm gan do virus là tình trạng lá gan bị virus xâm nhập và tấn công, khiến các tế bào gan bị viêm và tổn thương. Viêm gan virus có thể phá vỡ quá trình thải độc, lưu trữ vitamin và sản xuất hormone của gan. Biến chứng của viêm gan là suy gan, xơ gan, ung thư gan. Bệnh có tốc độ lây truyền từ người bệnh sang người khỏe mạnh nhanh nếu không được phòng ngừa và kiểm soát kịp thời. Khi có biểu hiện, người bệnh không được tự ý mua thuốc điều trị mà cần tới các bệnh viện để được bác sĩ thăm khám trực tiếp, chẩn đoán và tư vấn phác đồ điều trị hợp lý cũng như kê đơn thuốc để cho hiệu quả cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, từ những lớp dạy bóng đá hè cho trẻ em, giờ đây câu lạc bộ bóng đá cộng đồng HQ Lào Cai đã trở thành sân chơi bổ ích cho các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thành phố và dần trở thành nơi ươm mầm truyền lửa tài năng cho các em nhỏ có niềm đam mê với môn thể thao vua. Đây là một buổi học của các cầu thủ nhí tại câu lạc bộ bóng đá cộng đồng HQ Lào Cai. Không khí tập luyện sôi nổi, hăng say nhưng cũng rất kỷ luật. Tham gia lớp học, các cầu thủ nhí được các huấn luyện viên, hướng dẫn viên truyền đạt những kiến thức, kỹ năng chơi bóng đá bài bản, được rèn luyện nâng cao thể chất và điều đặc biệt là các em được thỏa niềm đam mê với trái bóng tròn. Điều lớn nhất của con là được tham gia chơi vui vẻ cùng các bạn và được thỏa mãn niềm đam mê của mình và rèn luyện thể thao. Các thầy đã dạy con những kỹ năng, con được thỏa mãn niềm đam mê với trái bóng tròn của con. Với tổng số hơn 200 học viên, các lớp được phân chia theo các nhóm tuổi, tập luyện với nhiều bài tập sáng tạo nhằm nâng cao sức bền, sự dẻo dai và khéo léo. Tham gia vào câu lạc bộ, các em không chỉ được rèn luyện về thể chất, kỹ thuật chơi bóng mà còn được rèn kỹ năng sống, nâng cao tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết và khả năng làm việc nhóm. Trong quá trình tham gia thì bạn ấy tự tin hơn này, với lại là phát triển hơn những cái kỹ năng cơ bản của bạn ấy và thể lực rất là tốt. Tinh thần đoàn kết thì rất là cao, về nhà thì cảm thấy là người lớn hẳn lên ấy. Yêu thích môn bóng đá từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, huấn luyện viên Nguyễn Xuân Hải cùng những người bạn có chung niềm đam mê đã thành lập câu lạc bộ bóng đá cộng đồng HQ Lào Cai với mong muốn được truyền lửa đam mê và tạo cho các em thiếu nhi có một sân chơi bổ ích, phát triển năng khiếu bóng đá. Bóng đá cộng đồng thì tất cả cộng đồng đều biết đến bóng đá. Thông qua bóng đá các con có thể rèn được kỹ năng sống trong cuộc sống hàng ngày và thông qua bóng đá các con sẽ nâng cao sức khỏe, nâng cao tầm vóc Việt của con người Việt. Với khẩu hiệu sức khỏe là khởi nguồn của cuộc sống, câu lạc bộ bóng đá cộng đồng HQ Lào Cai đã và đang trở thành địa chỉ tin cậy đào tạo bóng đá trẻ. Sự phát triển của câu lạc bộ sẽ góp phần tích cực cho công tác đào tạo, ươm mầm tài năng bóng đá của tỉnh nhà. Tiếp theo chương trình, cháu nội ngoại thương binh liệt sĩ được cấp học bổng toàn phần của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Sự cố sập hệ thống mạng toàn cầu bắt nguồn từ lỗi phần mềm. Chuyển sang thông tin thời sự trong nước. Thưa quý vị, từ năm học 2024-2025, Trường Quản trị và Kinh doanh Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ cấp học bổng toàn phần đối với sinh viên là con cháu, cả cháu nội và cháu ngoại của thương binh liệt sĩ. Cụ thể, nhà trường sẽ cấp học bổng toàn phần cho con cháu liệt sĩ và thương binh các thời kỳ ở mức độ 1/4. Với sinh viên là con và cháu thương binh mức 2/4 sẽ được nhà trường cấp học bổng 75%. Con và cháu thương binh mức độ 3/4 được cấp học bổng 50%. Trường Quản trị và Kinh doanh là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam có chính sách cấp học bổng toàn phần cho con và cháu thương binh, liệt sĩ các thời kỳ. Đây là một việc làm ý nghĩa của nhà trường để tri ân với những người có công với đất nước.
Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 28 tháng 7 đến 31 tháng 7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Để chủ động ứng phó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy, tổ chức di rời, sơ tán người dân khi có tình huống thiên tai xảy ra. Dù là đất nước sản xuất muối tiềm năng, nhưng mỗi năm Việt Nam phải nhập khẩu từ 400.000 đến 600.000 tấn muối để đáp ứng nhu cầu trong nước. Việt Nam hiện có 21 tỉnh ven biển sản xuất muối, nhưng diện tích sản xuất tập trung chính ở các tỉnh Bạc Liêu, Bến Tre, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Hà Tĩnh, Nghệ An, Nam Định, Thanh Hóa. Hiện muối nội địa giá trị thấp, tồn kho nhiều. Thêm vào đó là sự cạnh tranh mạnh mẽ từ muối nhập khẩu, đặc biệt là từ Ấn Độ và Trung Quốc. Sản phẩm muối Việt Nam được tiêu thụ trong nước với hai mục đích chủ yếu là phục vụ nhu cầu sinh hoạt và dùng làm nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp như hóa chất, chế biến thủy hải sản, thực phẩm, y tế. Tiếp tục chương trình là những thông tin thời sự quốc tế. Cần gây sức ép lớn hơn đối với Israel nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở giải Gaza và đạt được một giải pháp chính trị lâu dài cho tiến trình hòa bình Trung Đông. Tuyên bố được đưa ra ngày 26 tháng 7 trong cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao, Di cư và các vấn đề kiều dân Ai Cập với Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu, Croatia. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập nêu rõ, trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Bad Abdelati hoan nghênh việc Croatia gần đây điều chỉnh lập trường đối với các sự kiện đang diễn ra ở Gaza. Croatia ủng hộ việc chấm dứt xung đột tại Gaza, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động viện trợ ở vùng lãnh thổ Palestine đang bị phong tỏa. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ giữa hai nước. Bên lề hội nghị AMM57 và các hội nghị liên quan, ngày 26 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu kiêm đại diện cấp cao Liên minh châu Âu-EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Tại cuộc gặp, hai quan chức đã thảo luận về mối quan hệ EU-Trung Quốc cũng như lập trường của Bắc Kinh trong các vấn đề của thế giới. Ông Borrell đã kêu gọi Bắc Kinh sử dụng tầm ảnh hưởng để nỗ lực chấm dứt xung đột tại Ukraine, Gaza và hỗ trợ tiến trình hòa bình tại hai điểm nóng này. Về phần mình, Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh tính cấp bách của việc hạ nhiệt xung đột tại các điểm nóng và khẳng định Bắc Kinh luôn tập trung thúc đẩy hòa bình thông qua các cuộc đàm phán và giải pháp chính trị. Gần một tuần sau sự cố sập hệ thống mạng toàn cầu, công ty an ninh mạng CrowdStrike thừa nhận sự cố trên bắt nguồn từ một lỗ hổng trong phần mềm kiểm định của công ty. Trong báo cáo, CrowdStrike cho biết hàng triệu máy tính sử dụng hệ điều hành Windows đã gặp sự cố do lỗi trong trình xác thực nội dung, khiến một phiên bản cập nhật đã được thông qua quy trình thẩm định, mặc dù chứa dữ liệu nội dung có vấn đề. CrowdStrike cũng cho biết công ty sẽ có kế hoạch xem xét lại quy trình triển khai bản cập nhật sau sự cố trên. Trước mức độ nghiêm trọng của sự cố, Quốc hội Mỹ đã triệu tập giám đốc điều hành CrowdStrike điều trần về vụ việc. Cơ quan kiểm định quốc tế thông báo đã phát hiện trường hợp đầu tiên sử dụng doping tại Olympic Paris 2024. Theo đó, nam võ sĩ judo Saracen người Iraq đã cho kết quả dương tính với hai loại steroid đồng hóa là methadienone và bodienone trong một cuộc kiểm tra được thực hiện tại Paris ngày 23 tháng 7 vừa qua. Đây là lần đầu tiên Saracen được góp mặt tại một kỳ thế vận hội. Theo lịch thi đấu, võ sĩ 28 tuổi này sẽ so tài với một đối thủ người Uzbekistan vào ngày 30 tháng 7 tới ở hạng cân 81kg. Tuy nhiên, với kết quả kiểm tra trên, anh sẽ bị đình chỉ thi đấu và bị điều tra kỷ luật. Thưa quý vị và các bạn, nằm ở bản Phụ Mẫu, xã Triềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, khu suối nước nóng tự nhiên Bò Ấm hay Mỏ Ấm chảy trực tiếp từ khe mó, có nhiệt độ khoảng 35 đến 40 độ C. Dòng suối khoáng xanh trong, nhiệt độ ấm áp, dễ chịu khiến nơi này trở thành điểm du lịch yêu thích của người dân. Một góc nhìn cuộc sống hôm nay, mời quý vị chiêm ngưỡng cảnh vật thiên nhiên hoang sơ bình dị ở suối nước nóng Bò Ấm.
Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh về góc nhìn cuộc sống đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.